Ban truyền thông giáo phận Hà Tĩnh xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị. Sau đây là radio đồng hành cùng tĩnh tâm Linh Mục Đoàn Giáo Phận số 02. Linh Mục Đoàn Giáo Phận Hà Tĩnh, ngày thứ hai trong tuần tĩnh tâm năm. Ngày thứ hai, trong nhịp bước theo Chúa Kitô Linh Mục của Linh Mục Đoàn Giáo Phận Hà Tĩnh diễn ra trong tiết trời se lạnh dễ chịu. Ngay từ sáng sớm, các linh mục quây quần bên vị chủ chân cử hành giờ kinh, nguyền gẫm và ngay sau đó là thánh lễ kính các thánh từ đạo Việt Nam, bổn mạng giáo hội Việt Nam và là ngày kỷ niệm thủ phong linh mục của quý cha khóa 12 năm 2018. Tưởng nhớ các thánh từ đạo không chỉ hướng về nguồn cội để biết ơn, nhưng còn là để học hỏi, noi gương các ngài trong hành trình bước theo Chúa Kitô. Một hành trình luôn đòi hỏi sự hy sinh trong từng chọn lựa lên lỵ. Đây cũng là thông điệp được đặc biệt nhấn mạnh trong hai đề tài được chia sẻ trong tuất ngày thứ hai của tuần tĩnh tâm: bước theo Đức Kitô nghèo khó và bước theo Đức Kitô độc thân khiết tịnh. Trong hành trình bước theo Đức Kitô nghèo khó, người linh mục được mời gọi chân thành nhìn lại sự thật trần trụi của mình trong thân phận con người. Đó là một kẻ nghèo thực sự, cái nghèo căn đế. Bởi thế, từ bản chất, con người luôn cần đến Thiên Chúa cũng như cần đến người khác. Và như thế, nghèo là cơ hội để chia sẻ, để liên đới. Đặc biệt, trong ơn gọi và sứ vụ của mình, người linh mục được thôi thúc bởi mẫu gương nghèo khó của Chúa Giê-xu, đứng vốn là giàu có nhưng đã chấp nhận nghèo, hủy mình ra không để con người được nên phong phú. Chỉ khi nghèo khó trong tâm hồn, người linh mục mới có không gian đủ để Thiên Chúa ngự trị và tỏ bày. Chỉ có một tâm hồn thanh thoát, người linh mục mới thật sự tự do để bước theo Chúa. Chỉ trong ý thức nghèo khó như thế, người linh mục mới chấp nhận rằng những gì mình có là được nhận, được ban và là phương tiện để phục vụ. Như Đức Kitô đã hạ mình xuống để nâng con người lên, thì người linh mục trong sứ vụ của mình cũng vậy, được mời gọi cùng sống, cùng sẻ chia, cùng đồng phần với đoàn chiên để cùng họ tiến bước. Trong hành trình bước theo Đức Kitô độc thân khiết tịnh, người linh mục vốn là dấu chỉ bí tích của thực tại Giê-xu, luôn được đòi hỏi phải noi theo gương của Ngài, chung thủy với hiền thê của mình là hội thánh bằng một tình yêu không chia sẻ. Sống là phải chọn lựa thì đòi hỏi phải có hy sinh, có buông bỏ. Ơn gọi và sứ vụ linh mục trong hành trình bước theo Đức Kitô cũng thế, thậm chí còn cắt cao hơn. Nhưng đó không phải là một chọn lựa của đớn đau trong thụ động nặng nề, nhưng hơn hết và sâu trong bản chất là động lực tình yêu. Tình yêu điều hướng chọn lựa, tình yêu thúc bách dấn thân và tình yêu luôn cần sự đáp trả. Cuộc đời linh mục là một cuộc đời mang nợ, nợ ân sủng, nợ ân tình, nợ ân nghĩa với Thiên Chúa, với giáo hội và đặc biệt với đoàn chiên được ủy thác. Chính trong những ngày tĩnh tâm này, dân Chúa vẫn luôn hướng về và hiệp thông cách sâu xa với các vị mục tử của mình. Những món quà, những sản vật ý nghĩa mà các giáo xứ Tĩnh Giang, Chân Thành, Ngô Xá, Khe Sắn, Nhượng Bàn, Nghĩa Yên và một số cá nhân gia đình khác như gia đình ông bà Thiệu Quyền tiếp nối với các cá nhân, gia đình, giáo xứ, hội đoàn ngày hôm qua đã phần nào biểu tỏ điều ấy. Ngày thứ hai của tuần tĩnh tâm năm khép lại trong bình an của Chúa qua sự bảo trợ của các thánh từ đạo Việt Nam. Với giờ trầu thánh thể cuối ngày, những giây phút lặng sâu trong tình yêu thánh thể giúp các linh mục có thêm động lực để quyết tâm bước theo Chúa Kitô cách sát sao hơn.